Alo, chào mọi người nha. Hello bò, hello mon. Hello anh Phạm, chào anh Lê Vy. Chào mọi người nha. Đến lúc quá khứ mang theo tên ai một thời, lắm lúc ngắm nghĩ sẽ quay lại thôi. Chào mọi người. Cơn mơ chẳng dừng lại làm sao biết, đôi mắt kia cũng đã từng vụng dài. Chờ nó có thật chào sao? Vin nha. Sao hôm nay Vin Vin còn VIP 3 vậy? Hả? Thấy nhau trên đường làm sơ sơ thôi, không ai đâu. Sẽ như chẳng quen mặt hay gọi là chuyện cũ. Chào sao băng nha, anh nhớ sơ. Bị trừ VIP hả? Anh hát VIP đúng không? Anh hát VIP anh mới bị trừ VIP á. Đang giấc đi qua có ai quên hẹn thề. Hôm nay có bạn cùng phòng của em show chung với em nè. Bây giờ em sẽ mở bài của Hiền Hồ mới ra nha. Dove mời hai cô gái cùng thử thách liệu mái tóc có hư tổn khi tạo kiểu băng nhiệt. Mình đang dùng Dove, còn mình thì không. Trong tóc tiếp xúc với các dụng cụ tạo kiểu băng Thảo nhiệt. Mít làm lại rồi hả ta? Tóc sẽ hư tổn ra sao? Không em vừa ngủ rồi, em thức từ sáng đến giờ luôn á anh. Em thức từ hôm qua đến hôm nay rồi. Bây giờ em cảm thấy rất là buồn ngủ. Cái áo nó cứ tuột tuột. Bài này hay lắm đó mọi người nghe chưa? Hôm trước anh Virus vừa biểu cảm cái bài nhạc này nè. Yêu người nhanh quá. Hello anh Tofu, chào anh Tofu. Thêm tình ta. Đêm cái máy của tôi nó sập nữa, anh định đi nhấn máy vô này. Quá khó để vượt qua. Càng yêu quá nhiều, càng xem mới hiểu. Tình đẹp khi mới yêu chẳng nên trao hy vọng quá nhiều. Vì anh có hiểu điều gì quan trọng. Hello Nhoi and Nhi Double N. Mọi thứ đừng tìm em nữa, em có ngày xưa chết rồi. Bài này hay nè. Là ca sĩ Hiền Hồ. Đến bây giờ anh sẽ có như là ai mà em sẽ chẳng trở về. Nghe buồn hả? Dạ, tại bài này hay. Đâu có phải em gái Minh Hằng đâu, em gái của Nhoi á. Bài này của Hiền Hồ mà. Đáng lẽ mọi người phải nói là em gái của Hồ Ngọc Hà. Mấy ngố đâu rồi, mấy ngố đây nè. Con Trinh nó mà sửa mũi lên chắc nó đẹp lắm á trời. Mà không sao đâu, chắc chắn là nó sẽ không bao giờ dễ thương bằng em. Trái tim em cũng biết đâu hả? Ok xíu nữa em mở cho. Mỗi lần em nghe bài bữa em buồn lắm biết không? Anh, mấy anh thấy con gái cực khổ chưa? Mỗi lần lên show là phải uống tóc tốn tiền điện lắm luôn á. Càng yêu quá nhiều, càng thêm thông. Em thiệt. Bởi vậy lúc nào em cũng đơn giản hết. Em không cần hở xe xua hay là gì hết đâu. Mình là chính mình. Nhưng mà uống thì đẹp, nhưng mà hơn tóc lại là tốn tiền điện nữa. Cho nên là thôi khỏi làm đi, đỡ tốn tiền. Xinh tự nhiên là được rồi. Đúng không anh Tố Phu? Đừng tìm em nữa, em có ngày xưa chết rồi. Phút vẫn anh còn nói anh mệt rồi. Mình dừng lại thôi. Để bây giờ anh sẽ có như là. Em cứ để cho em xin tự nhiên đi. Rồi ví dụ mà mai mốt cần thiết thì em sẽ make up lên. Lúc đó sẽ gọi là bất ngờ. Xem như mình xin chẳng phải.
Thôi nha, nhớ còn chưa đọc hết cuốn sách của anh nữa. Em cho nó vô ngăn kho đi. Để từ từ em đọc. Thế bên cạnh nhau chi, cứ để mình chia ly. Dù em sẽ nhớ anh nhiều hơn. Suốt thời gian qua em luôn như thế. Anh quá chán rồi. Dễ thương quá em ơi. Mình dừng lại thôi. Mình dừng lại thôi. Ê, cái thằng này quen quá à. Em có ngày xưa chết rồi. Em á hở hay là bạn kế em? Một ngày hai trang không được nữa anh chịu. Biết sao không? Biết sao không? Cái chuyện này là cái chuyện mà đọc là phải đọc nguyên một chương nó mới hiểu được là nó đang nói gì. Mà anh kêu em một ngày đọc một trang giống như là chuyện đâu phải giống như sách của mình đọc rồi mình biết được cách này nọ đâu. Cái này là một câu chuyện. Cái này là một câu chuyện mà mình mà khi mà em kể cho anh nghe một câu chuyện mà em kể một khúc em nghĩ á, anh sẽ không bao giờ anh thích. Hiểu không? Cho nên là cái ý của em là mai mốt dẫn em đi mua cái khác, đừng có mua sách nữa. Em đã sai lầm khi mà em đòi mua sách. Thật sự em quá thất vọng về em. Cần sẽ thấu hiểu. Đây là Nhi. Nhi ham ăn. Nhi ăn như heo á. Cùng chó. Mày có cần nói lên không? Đây tao nghe hết à. Nhi ù à? Không phải nhi ù đâu. Nhi là một đứa rất là xấu xa à, chuyên đi thả thính dạo xong rồi tự cắn thính luôn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với căn nhà phổ. Ở không gian này tất cả mọi người có thể tự do tham quan khắp mọi nơi. Anh trai đừng tách ra đi qua đây nè, anh trai đừng đi qua bên đó. Với tất cả những khung vật ở đây mọi người có thể tự tách. Ham ăn thì người yêu có thể chịu được, chứ em ở chung với nó mà nó ham ăn nó giành đồ của em không à. Nhà làm phim giới thiệu với tất cả mọi người, đây là chân dung của cô nàng ấy, một nữ ca sĩ phòng trà. Cô ấy đang quen một chàng trai là một sĩ quan cấp cao. Mày cứ đi đi đâu. Anh ấy đang trong kỳ nghỉ phép và anh ấy đi đã tới đây qua một lời giới thiệu. Rồi hai người gặp nhau, yêu nhau. Và mối hẹn chị mớm hả? Em mớm lắm luôn á. Em có 45 kg thôi. Còn con quỷ đó, nó mấy chục ký. Mày mấy ký vậy Nhi? 40 ký. Trời ơi. Mày 40 ký hả? Dạ, con 40 ký. Ờ, đây là tụi em có bán cơm trái á. À, mấy anh ủng hộ nha. À, em bán giá rẻ thôi, nhiêu bịch nha. 10.000 một bịch thôi, ai mua thì em free. Không có free ship được. Tại vì cái này free ship là lỗ mất rồi. Em sẽ free một nụ hôn. A lộ 100.000 một bịch nha. Anh có 46 ký. Sao anh đệt với em vậy anh Viên? Viên kỳ cục quá à, quỷ hả? Sao, có ai mua không? Em miễn phí một nụ hôn luôn, khuyến mãi luôn. Đúng rồi. Chứ cái bịch này bình thường anh đi ra ngoài mua nó cũng là 20 mấy ngàn rồi. Em bán cho anh 100 ngàn là quá rẻ luôn. Đúng không? Anh đặt 8 bịch ra Nghệ An hả? Ok, bây giờ em sẽ bay ra Nghệ An và em giao 8 bịch cho anh. Và em tặng anh cho anh 8 nụ hôn. Sao mua không? Mua phụ em đi. Anh tao phu lại mua bao nhiêu? Ủa xong vô xô vậy? Nhanh đi. Tao mỏi lưng lắm rồi đó. Có bán dây thần không hả? Anh tự tử đúng không? Anh tự tử thì em không bán đâu. Bụi thôi. Để lại một đêm vẫn vương cả một trời nhớ.
Vịt bánh để đâu được không hả? Dạ không, anh phải em phải đưa ra PR, mình phải PR. Mình bán hàng mình phải PR mà mình PR mình phải cho người ta xem được cái món hàng của mình như thế nào mà anh. Đây là cơm cháy, là cơm cháy nhà làm nha. Địa chỉ là ở Ninh Sơn lận á, Quảng Sơn lận á, xa lắm. Em cố gắng nhập khẩu từ ở ngoài đó để vô đây bán, chỉ mong là mấy anh ăn ngon thôi, chứ tiền bạc lời lỡm thì tụi em không có bao nhiêu hết đó. Anh mua giùm em đi. Trời, mua gì không ăn thì làm quà mình bán cho mọi người này, mình cho người này người kia. Anh chờ anh Cường. Anh mua 10 bịch hở, anh chuyển khoản với số tài khoản của em nha. Số tài khoản là số à 1 3 1 7 1 5 số 0 4 8 2 9 nha. Em tên là Nhã Quỳnh, chi nhánh ngân hàng ở quận 8. Mọi người cứ chuyển khoản với chị em đi, chủ yếu là của ít lòng nhiều thôi, em không có cần lời lỡm gì hết á. Mọi người muốn chuyển khoản với mọi người chuyển khoản, không em chỉ nhận giao dịch qua ngân hàng thôi. Chuyển 10.000 thôi, người ta bán 100.000 gói mà. Em là bán rẻ lắm rồi á, mấy anh mua ủng hộ em. Ăn không được thì tặng quà. Trời ơi, mấy bạn gái thích ăn cái món này. Bây giờ mấy anh mua, mấy anh tặng người ta thì hả, dĩ nhiên là sẽ còn cái lòng ở đó không. Chứ đâu phải là mình mất đi đâu đâu mà mình sợ. Em chào anh An. Anh An ơi, anh An mua giùm em bịch cơm cháy đi anh. Trời, bán cơm cháy giá rẻ nè. Mà anh lấy ghé khỏi hả? Ồ, vậy thôi, buồn quá. Tại vì em định bán có 10.000 một bịch thôi, khuyến mãi. Đây, Black Friday. Khuyến mãi nhân dịp Black Friday, một bịch chỉ 100.000 duy nhất, 100.000 duy nhất. Chứ bình thường lại bán có 10.000 à. Hôm nay Black Friday em bán 100.000, ưu đãi cho mọi người. Em sẽ giảm giá cho mọi người 90%. Không ở đâu có, chỉ có ở shop của em. Đợi anh bán nè. Sao vậy? Anh vi em hả? Anh kết bạn Facebook với em nha. Facebook của em tên là Nhã Quỳnh nha. Dạ, chuyên bán cơm cháy dạo. Mọi người mua ủng hộ em nha. Ngoài việc bán cơm cháy ra, em có nuôi chó nữa. Dạ, mọi người cũng có thấy con chó của em không? Ok. Ông đã không còn nhìn thấy bà, cho nên sổ đi con. Ông đã mua lại căn nhà. Trời, mới kêu một con hai con lại luôn. Tất cả mọi người đều thắc mắc, không hiểu lý do tại sao mà bà không chịu đi theo. Ê, một hồi khỏi nói luôn. Kêu có một con hai con lại luôn. Vì chẳng muốn chịu được, thế nên dừng lại. Không biết rồi. Bà giữ chọn cho mình. Nó hùng đó, nó hùng tào. Không đi. Không. Thôi không hùng rồi, đi ra đi. Ba con luôn, đúng rồi anh. Mày xích vô. Mày đeo tai nghe đi. Ây da. Đây là con chó nhà của em. Đây một cái phần. Mở ra. Super girl hả? Chắc vậy đó. Mấy anh, nếu mà mấy anh không tin cơm cháy nhà em ngon thì em có thể kiểm chứng luôn. Chó ăn mà không bao giờ chê. Dạ, em sẽ ăn luôn cho mấy anh biết. Mày không cái mặt mày sát xuống. Cho mấy anh biết là sự khác biệt giữa cơm cháy của em và cơm cháy ở ngoài nha. Tháo ra nha. Mày kêu bả, mày kêu bả đi làm chưa? Sao giờ An? Sao hay quá vậy? Đây, em sẽ kiểm chứng món cơm cháy nhà làm với giá ưu đãi chỉ có một ngày duy nhất. Black Friday 100.000 một bịch. Free ship là tặng một món quà là một nụ hôn và một phiếu giảm giá voucher 90%. Em tên là Quỳnh nha, mọi người có ai chưa biết thì dạ, tên em là Quỳnh. Kéo rồi nhỉ? Đang đói hả? Em ăn có cơm cháy không mà. Vậy muốn tôi phun mua hai bịch hả? Quỷ rồi.
xưa. Tại cái bình này không phải em bán mà Nhi nó bán, em bán giùm để cho Nhi chứ không anh. Có những giây phút cho điều sai và anh đã biết em sẽ chẳng bao giờ yêu anh đâu. Alo, lại hát bài hả? Anh đã cho sao lại Nhi hả? Thì Nhi bán mà em PR giùm thôi. Anh học anh quên em làm nghề PR hả? Và anh biết em sẽ quên hết những bài tình ca anh đã biết chưa làm em. Bán lừa anh rồi. Em đâu có lừa anh. Chỉ riêng anh và anh sẽ không trách em nữa. Giờ thì anh chẳng trách anh. Đây là em ăn cơm cháy của em nha. Hoàn toàn là đồ thiên nhiên tự nhiên luôn. Lúa làm cái gạo xong rồi tụi em gan cho khô vô để kết dính thành một hàng cơm cháy. À không, lộn, em nấu cơm khác. Mẹ em chửi em quá cho nên em tận dụng cái cơm đó em đi bán cơm cháy. Một hồi em sẽ cho chó nhà em thử. Làm lâu vậy. Không, em ngoài ra đó. Ngoài ra cái việc mấy cơm cháy thì em có khuyến mãi thêm là em bán máy rửa mặt. Mà mỗi lần mà em sử dụng cái máy rửa mặt lên là nó tan mụn và tan bụi bẩn á. Mấy anh là con trai thì thường xuyên đi ra ngoài, thường xuyên phải tiếp xúc với những cái gọi là bụi bẩn á. Mà mấy anh hay bị mụn nữa. Thì em nghĩ là mấy anh nên mua cái máy này với lại mua bịch cơm cháy. Khi mà mình ăn cơm cháy thì mình đỡ mụn á. Xong rồi mình chà chà lên là nó hết mụn liền. Sức khỏe mới tốt nữa anh, hiểu không? Khó đâu, bà xin anh đã trao. Máy tốt lắm. Bà hát cái nào? Dễ không à? Nghe đồn là xài xong mụn nổi như cơm cháy hả? Đây là đây, ở trên đây có ớt rất là nhiều nha. Em xin cho con chó nhà em thử. Bán hàng dữ ghê à. Đúng rồi, ai mà cho em bờ rồi Facebook là người đó nổi tiếng luôn. Con chó con này tên là Nhi à? Không, con chó tên là Anh Nhi. Mỗi lần nghe tới tên con chó là sắp kỷ niệm ngày gì. Em ơi, gọi họ anh công tính là ai? Công tính thôi, cứ tìm. Hát một bài. Bài gì Nhi? Bài gì cũng được. Bài gì hôm bữa bà hát của nhóm Pháp TV á? Bài gì của Pháp TV? Đếm xuôi đếm ngược hả? Sau đây là bài hát đếm số đếm ngược. Sợ ai? Lâu lâu mới lên xem show em. Bây giờ không tặng quà cho em luôn. Mọi người mấy nay bơ em luôn, không ai tặng quà cho em gì hết trơn á. Bây giờ em show không có quà gì hết á, buồn lắm luôn á.
cứ tích tắc đêm cho thời gian trôi qua. Mong sao cho đêm nay giấc mơ này, sẽ em sao mọi người không tặng quà gì hết trơn á, trời ơi. Em luôn bên anh. An à, An đang để râu hả An? Em thời sáng em xô 12 giờ trưa không có ai hết trơn. Thế nhưng hình như con đường đôi ta nay anh để râu hả? Có những nỗi đau nào anh ngày đêm đang nặng mang, với bao niềm tin anh dành trao cho em thiết tha, mà vì ai, vì đâu em vội vàng quay lưng đi, mà anh chẳng biết anh sai điều gì. Em vội vàng buông tay anh, tình yêu sao quá mong manh. Vì sao anh còn đêm suối đêm ngược mong thời gian quay lại. Ngon ghê mấy anh ơi, em nghĩ là mấy anh nên mua một bịch và ăn đi. Thương nhau là thế nhưng giờ mình anh lớn. Em nói lại nha, đây là cơm cháy. Cơm cháy quê của em. Dạ, ở miền Trung. Đêm suối đêm ngược mong tình yêu quay lại. Khi em nay đã quên. Ăn rất là lâu hết. Em ăn từ nãy tới giờ nửa tiếng rồi mà chưa hết nữa. Em cảm ơn ta phu, thương lắm. Giờ đây chỉ là gió bay. Rẻ quá không dám mua hả anh? Biết sao không? Tại vì hàng của em là hàng Việt Nam mà. Tại vì anh có nghe câu hàng Việt Nam chất lượng cao không? Có nghĩa là nó rất là rẻ mà chất lượng nó rất là cao. Anh nên là sử dụng hàng Việt Nam thôi. Mà đặc biệt là cái hàng này là do tự tay em làm ra. Cho nên là cái việc anh lựa chọn món hàng như vậy là rất là tốt. Anh cố gắng lên đi. Hãy là người tiêu dùng chính đáng. Anh có biết sao không? Đáng lẽ em sẽ không bán món này đâu. Tại vì em rất là tốt với mọi người. Em muốn mọi người có những cái thứ gì là tốt nhất. Như mọi người buồn buồn á, mọi người lấy ra mọi người ăn. Cái này cũng mua tặng cho bạn gái cũng được. Tại bạn gái hết ăn giặt, hiểu không? Anh phải hiểu tâm lý con gái từ lúc mà, từ mà kiểu mà, từ những cái việc nhỏ nhặt nhất. Anh phải hiểu được tâm lý con gái. Anh hỏi xíu, ví dụ một bịch cơm cháy chưa mở ra thì hạn sử dụng. Dạ đây, hạn sử dụng là 3 tháng nha anh. Nhà em có để tem luôn. 3 tháng trong ngày cho, kể từ ngày sản xuất tháng 1 em sản xuất ra là tháng 2 em nghỉ ăn được rồi. Anh có thể đem đi tiêu hủy. Cái này rất là dễ tiêu hủy nha. Cái này anh chỉ cần đốt lên đó là nó cháy hết à. Tại vì cơm này nó dễ cháy rồi. Bây giờ anh đốt thêm một miếng nữa là nó cháy thiệt. Nó cháy bốc cháy luôn. Bà bùng á anh. Anh mua tặng hả? Trời ơi, anh tính lấy mấy gói nè. Vì sao anh còn đêm suối đêm ngược mong thời gian quay lại. Vẫn yêu kéo bước chân em về cho ai với anh. Mai sẽ vì em hả? Ok anh. Giờ mình anh lặng lẽ đi về. Từng giờ chán chê. Ngon lắm mọi người. Vì sao anh còn có cái là nó hơi dính răng á. Mọi người không có răng thì đừng nên ăn nha. Còn ai có răng thì ăn cũng được. Nó cái này là món này rất là tốt cho những người có răng. Anh bao nhiêu tuổi mới hết răng rồi? Em có chỗ bạn em nó đang khuyến mãi á, làm răng giả. Em cho anh vết em cho anh voucher anh đi qua bạn em làm nha, làm răng lại xong rồi bạn em nó giảm giá cho anh mà nó cũng có phần trăm cho em nữa, thì em nghĩ là chuyện đó rất là tốt cho đôi bên của mình. Anh đi xa đi lại đi đâu tốn tiền cũng vậy, qua chỗ em đi nó rẻ mà em còn được ăn phần trăm nữa. Cảm ơn An. Bây giờ hình như tặng cái vương miện là được hiệu ứng đó mọi người. Ước gì em được cái vương miện ha, để em thấy hiệu ứng. À mà nghĩ là chắc không ai cho đâu. Buồn quá. Ôi anh thương em thương nhiều hơn chính anh. Nhưng em trao cho anh tiếng yêu phai tàn quá nhanh. Nay anh mang con tim nhiều niềm đau heo mòn. Vì tình anh luôn còn đậm sâu. Phải làm gì để mở bài không? Em ai làm gì để quên đi em dù King là có phú dây như vậy thôi. Hát nhạc phải xưa. Làm gì để quên đi em, phải làm gì để quên đi em hết xu rồi. Buồn quá, em nói tới ai người đó cũng hết xu á.
Cái con Nhi này nó đi làm gì vậy trời? Nó làm mò nữa hết xô luôn. Nó không vô mình vô. Nãy giờ mình ngồi chéo bên mà mình mệt mỏi quá. À, cảm ơn em, nhưng mà bên em không thấy. Sao bên em không thấy Phương Nguyễn người ta? Chắc là phải xóa rồi tải app lại đúng không? Người đã mãi rời xa, từng chiếc lá nhẹ rơi bước chân tìm về những kỷ niệm xưa, còn vương vấn nghe chua xa, nhớ tin đau rồi nước mắt nhẹ rơi, lạnh búa giá bờ vai, mọi mong đợi chờ những trong lòng từng phút giây. Xưa anh nói trọn đời trọn kiếp yêu em tha thiết, sao giờ anh thay đổi thinh ngập biết, sao anh gian dối trái tim em nát tan. Chứ tặng như mình có hiệu ứng họ em đâu biết đâu. Baby, ôi tim đôi ta vừa xa cách chiếc áp mây trôi, còn đâu ngày qua gần nhau kỷ niệm bạn thể thì chẳng sao. Mà lấy tôi đi không hả? Anh cho anh những phút giây em đêm, thật đông nàng đêm mai, thật nhiều tê tái. Và dù tình ta tan vỡ, em bảo anh vỡ vỡ. Mới cài Windows hả? Dạ đâu có đâu, em cài bữa giờ lâu rồi mà. Từ cái lúc mà em bảo là bảo với Lô là đưa cho em cái gì mới mới để máy bài Nhi nha. Sao bài Thiên Hồn trong chiến tranh đi hết. Đây, sau đây là Nhi sẽ hát bài Thiên Hồn trong chiến tranh tặng mọi người. Ôi dạ. Ông em với ông Tập đứng lên cái tàu tụt quần á. Con Nhi á nó mất dạy lắm. Ê thôi ba nha, chuyện riêng tư lấy ra để bên trên này nói nha. Em buồn ngủ rồi nhưng mà em hỉ nên mọi người hỉ là có em đó. Trời ơi mắt hí dễ thương mà. Chào em kìa. Chào anh này. Nghe chưa nghe hết hai bên không? Dạ nghe được một bên này mà thật cảnh. Hát đi, tao ăn. Đi qua bên này đi. Tối, kinh khủng luôn. Tối đừng tối, tại mặt mày tối. Mang mai về đây mà nghe thấy tay. Đang sẽ đến mắt đất này trên hè phố. Nhưng cũng có khơi rất tươi. Khẽ hát cùng gió. Nóng đông nhớ cũng vẫy chờ. Mày đến đây cũng mong.
hay lắm á, nghe nhạc lại giờ mà không nghe hát á. Con mic nó hát con kiểu bà tháo cái kiến ra đi, mình lấy cái kiến thôi, mắt nhỏ lắm. Sao đâu đẹp mà. Mọi người sẽ nhìn tưởng nó hơi mắt hai mí thành một mí á. Đang ngủ ngủ lắm. Ai biết hai bạn có gì đây không? Là có yêu không? Ừ thì có yêu hả? Ừ. Tao ngồi bên tao bên sổ được không? À, đứa nào được con đừng cho em nhé. Bà biết là con đừng xin đi không? Nghe được. Được, hát được. Hát sao? Cái bài này nó hay sao? Ở tiếng cung á. Trong nữ đi. Thử hát. Em hát dở lắm luôn á. Em hát cãi hơn Tùng Sơn luôn á. Ừ, tôi muốn che con mắt của tôi mà. Phạt gì nữa không? Nó hay quá vậy. Đó là xưa em đi. Mày bớt từ từ để bình tĩnh, ta theo cái nhịp của nó ta hát vậy cũng được. Trừ lặp trôi ra đó.
Sắp nghe Tùng sơn hát của bài Sơn Tùng. Đừng coi mình ta bên mơ. Thôi hát đừng hát nữa. Sáng biển ly cánh hoa rừng rời. Đèn xin mong mình lấy đó trong mang ngày tương phương. Tình không thoảng là gió bay. Vừa qua sông nước quên quên chẳng phải nơi này. Đổi đi. Thôi mới có người hãy đi rồi kìa. Chọc người ta chỉ để người ta chạy chấp cánh một tay. Lên bài này sao lên được. Không thích đọc như bây giờ. Có người cha rồi. Phải người ta. Người ta muốn đi được kìa. Anh nhìn có mà. Baby cho em anh. Em ốc nhỉ. Rẻ tiền là nhiêu anh? Anh định đi nhiêu? Má, buồn ngủ mà mắt mở không lên luôn. Từ con mắt nhỏ thì trở con mắt nhỏ to luôn. À lộn, mắt to trở thành mắt nhỏ. Biết. Mở cái gì nó dài hơn á. Mày nhảy mà mày không có nhạc luôn. Ừ hết quên, không có cái loa. À, cái này là tập rồi ba. Mà tụi đang mặc đồ này sao lắc kêu được. Kéo lên. Để cho mày bằng nho lắc. Đang hứng lắc thì ủa chú cha lắc dưới rồi kìa. Sao anh lắc vô là sao? Tôi muốn yêu bạn hả? Yêu ai? Cảm ơn anh mèo mơ mộng nha. Mèo mộng mơ chứ. Lên kia người ta tặng quà cho bà để lên bà lên lắc kêu á. Thôi vậy mấy má. Lúc nhỏ là dạy đi hay không thèm. Sắp tới Noel còn chưa có gấu bông nữa, cái thằng gấu nữa chứ lộn, gấu 37 độ. Ai không có 37 độ bên cạnh bà này. Không biết rồi. Cưng chưa? Đáng lẽ là hôm nay là em đi chùa, xong cuối cùng là không đi luôn, định rủ mà đi chùa, đi tu khóa sinh viên á. Mấy xong ngày đêm chứ không phải là xong về đây. Sống về đêm. Tụi em, ê bà này hát là cho mình nghe. Tụi em hay đi chơi đêm thôi. Anh làm gấu cho. Ngồi dọc hai đứa cái tay cô các bạn có mặt người rồi. Cái nít bay bay rồi. Đúng là tao có những diễn được. Bring that ass back like a boom 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 boom. Con nhỏ này nó chưa có gấu nè. Em thấy không cần gấu rồi. Năm
cố sẽ kiểu như là ê sao mày kinh tao, mày nhìn tao vậy, mắt mày nhỏ vậy, kiểu như mày ngủ mày giữa tao chọc ba này giờ con đang làm gì. Bring that ass back like a boom 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 boom. Ngồi nữa đi em. Em đứng lên là em không có tay phone để khi nào mà có loa ở ngoài. Càng ngày càng cao lên chứ. Em mà Nhoi mà làm sao mà chọn mấy người thấp thấp được. Thứ nhất là em sẽ không bao giờ nói chuyện được với họ. Thứ hai là cho một chuyện tình yêu không cùng quan điểm sẽ không bao giờ quen được. Hay nữa nó tối rồi. Tối thiệt luôn á. Đây là bài xoay qua bên này. Không có được, nó lộ. Nó biên quá. Cái này chắc để không có tới 1 tiếng. Nhưng mà hết bài 1, cái bóng đèn trên này đi. Bóng đèn đâu ra? Hồi nãy tôi bữa tôi đưa cho bài đó. Bóng đèn nó của người ta lấy lại rồi. Anh ơi, em muốn mua cái màn Hello Kitty quá à. Đèn ngủ nữa. Đéo đéo. Đéo mình chùm dưới đầu rồi mày kéo lên. Em vẫn như cứ thấy gì em đang hát uống được cái dây nhỏ nhỏ cái gì đã cố gắng cho phải yêu thương trọn vẹn người tình nay bắt đầu người bỏ lại ở phía sau với bất cứ bị nhiều sáng mà phải gì.
chiến tranh thương tiếc. Dù yêu thương chẳng còn, em vẫn xin anh nói một lời. Ngoài kia bao la thế giới, nhưng trong em thế giới chỉ mình anh thôi. Mình xa nhau thật rồi, nhưng em vẫn chưa đợi. Anh đang nghĩ điều gì? Chẳng phải buồn thôi. Mà già đẹp lắm anh Tô Phu, tới đây đâu có kiến hả? Nhà bỏ luôn không? Không một lời từ lì, hóa ra lúc ta yêu nhau, anh cũng chỉ toàn dối lừa. Và rồi anh coi em như một kẻ thừa, anh chẳng thể ngờ được đâu. Khi tất cả những gì anh sống, chưa hết cho em luôn ngầu, rồi nhận lại chỉ toàn niềm đau. Hello Hoàng Thượng nha. Taka chỗ nào phải mua lão hả? À không, Taka ở Lê Lai á anh. Takashimaya, cái tòa nhà mà tòa nhà lớn lớn á, Sài Gòn Center ở ngoài Lê Lai á. Ây da, gần bệnh viện quận 1 á, đa khoa đó. Tại sao khi được bên nhau rằng ta cố chấp như vậy? Cũng đẹp nhưng mà không đẹp lắm, nhưng mà không có mua gì trơn. Chiều nay nhìn anh bước vội, không biết cuộc sống anh giờ này thế nào rồi. Em vẫn như thế thôi, vẫn yêu anh sớm tôi. Nhiều lúc bối rối, con tim anh lạc lối. Khi anh yêu thương em hết lòng, sao em lại nỡ bỏ anh trong đời mộng? Anh
càng ngu si, chẳng bận tâm điều gì. Để rồi nhìn em ra đi. Nhiều lúc anh cứ suy nghĩ anh đã làm sai điều gì mà em ra đi. Rồi anh coi em như một kẻ anh chẳng thể ngờ được đâu. Khi tất cả những gì anh sống trao hết cho anh ngon ngào, rồi nhìn lại chỉ toàn niềm đau. Nước mắt không vơi được đâu khi tình yêu đã phai màu. Đành nhìn anh đến với người sau. Anh vậy mà tại sao anh tặng idol có kiến mà anh không tặng em? Em ghét rồi, anh thích con gái tóc ngắn phải không? À, tóc tôi dài mà. Ủa tóc bà ngắn mà, tóc bà ngắn hay tóc tôi á? Ủa tóc chị ngắn. Hóa ra lâu tay, sao mà nó tóc dài? Mà như tôi không nhỏ rồi. Và rồi anh coi em như một kẻ thừa. Anh chẳng thể ngờ được đâu khi tất cả những gì anh sống trong bà nói bà không bỏ luôn đi. Bà cũng bỏ cho bằng được lắm. Đứa nào không, nãy tôi không nghe nhạc, tôi đâu có biết. Mai ngoại chửi. Hello lớp trưởng nha. Còn 7 phút nữa. Giờ này Nhoi đi chơi đêm dữ lắm, cho nên là bây giờ buồn ngủ sắp mặt luôn, không thể nào mà xô nổi luôn. Cái bài gì vậy? Bài Đồng Xanh đi. Đây tiếp theo là bài Đồng Xanh nha. Vô. Necessities, the simple bare necessities. Forget about your worries and your strife. I mean the kiểu như là ok. Buồn ngủ lắm, ráng mở con mắt lên. Đồng xanh gió rồi. Tình yêu đôi ta trong veo như rơi xuống mãi vương vãi thân người.
dối nhau. Lời gió và mây ơi à, tình đau dần ra để đôi ta thấy ngày trôi. Sao vậy? Vì sao vậy? Nghe hát mà Quỳnh đau chân là sao? Cảm ơn Kiều gì đó, buông gà hả? Cảm ơn anh Phạm nữa. Cảm ơn anh Phạm nha. Hồi nãy quên. Tình thơ đôi ta trong veo như gió sương mà vương với em về. Em sẽ giữ mãi mãi khi tìm đi mỗi khi ta về đây. Lời em hát, lời em hứa cho yêu thương mãi muôn đời. Hãy đi bên em để yêu thương này em hơn nhé. Có bạn nào muốn Nhi tỏ tình trong này không? Ai ai đầu lên là còn 2 phút nữa. Mở bài à. Em nhớ anh đi cụ mà hát sang đi á. Mọi người đắp mặt nạ chưa? Hao sang ni. Dạ. Còn hai còn 1 phút nữa thôi là tạm biệt mọi người nha. Chúc mọi người có một buổi sáng là vui vẻ. Bạn bài này. Bài hát sang ni em nhé anh nè. À. Rằng em nhớ anh mỗi ngày. Điều gian cho mình thôi. Chứ nhỏ quá đâu có nghe không thấy luôn á. Lời đang nhiều. Chỉ có em nhớ em rất nhiều. Là sao? Không phải. Chịu nhỏ. Nhớ mong ở một trang trời ngập nằm dễ thương. Lần đầu tiên gặp nhau anh đã cho em mơ. Mới có ai kêu vui ra đến như anh biết cần nào đây đây. Lời mà dùng lời nơi thương mến mà em đã rất thân quen. Hậu sang đi, hậu sang đi, hậu sang đi, hậu sang đi. Em nói về nhiều nhớ rất